Xin chào mấy bạn, lại là tôi, người sắt Iron Man đây. Mấy năm vừa qua dịch bệnh dữ quá nên tình hình làm ăn không mấy khả quan. Do vậy mà tôi nhận thêm công việc đi tuần tra bữa tối để truy bắt tội phạm. Mặc dù là công việc làm thêm thôi, nhưng mà nó mang ý nghĩa rất lớn và làm giảm thiểu kẻ xấu rất nhiều. Và tối ngày hôm nay cũng như thường lệ, tôi lại tiếp tục đi tuần tra. Hả? Trời đất ơi, thứ gì bên dưới vậy? Sao nhìn giống như là đĩa bay của người ngoài hành tinh quá à? Phải xuống xem thử coi sao. Đúng là như vậy rồi. Không biết lũ người ngoài hành tinh bỏ cái thứ đĩa bay này ở đây rồi bọn chúng đi đâu nữa. Nhưng mà trong cái thứ đĩa bay này đẹp và lạ quá. Để mình lên đó xem thử công nghệ của người ngoài hành tinh ra sao. Wow. Hả? Sao nó tự khởi động thế này? Hả? Nó bay đi đâu vậy? Hả? Không. Nơi này là nơi nào? Sao mà cây cối tùm lum hết vậy? Chết tiệt, chết tiệt. Cái đĩa bay khốn kiếp đây. Hả? Gì đó vậy? Sao lại xuất hiện khủng long ở đây? Ra ra khủng long đã tuyệt chủng rồi mà. Tuyệt chủng ông bà già mày tên con người kia. Tao sẽ xé xác mày. Trời đất ơi, khủng long không những vậy, nó còn biết nói, nó còn biết chửi tùng nữa. May quá, mình còn sống. Chắc có lẽ nhờ bộ áo giáp sắt. Nhưng mà bộ áo giáp sắt hình như bị hư hỏng nặng rồi. Hả? Cái đĩa bay đâu rồi? Khốn kiếp. Vậy thì làm sao mình quay trở về nhà được đây? Tự nhiên khát nước thế này. Đằng kia có một bờ suối, xuống đó uống một miếng nước mới được. Hả? Thứ gì đây? Sao giống như là kim loại sắt quá vậy? Đúng rồi, đúng rồi, là sắt. Hay lắm, đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh. Được rồi, mình sẽ sử dụng cái trí tuệ thông minh 1+1=4 của mình để chế tạo ra một cái thứ gì đó phù hợp với hoàn cảnh này. Nhưng thế giới kỳ lạ này có rất là nhiều khủng long, do đó mình sẽ tạo ra một con khủng long vừa phải để thuận tiện di chuyển. Dài. Cuối cùng cũng thành công rồi. Các bạn thấy có đẹp hay không? Đây là một con Iron Raptor đó các bạn. Wow. Được rồi, mình sẽ cởi nó xuống bờ sông kia, uống một tí nước, rồi lên đường tìm cái đĩa bay chích tiệt, rồi quay trở về nhà. Xin chào chủ nhân, ngài hãy bám chắc vào. Ủa, giọng nói của ai vang ngang tai của mình vậy? Hả? Nhưng mà nghe quen thuộc quá. Là tôi đây, người yêu cũ của ngài. Cái gì? À nhầm, trợ lý tự động của ngài đây. Thì ra là ngươi. Mà cũng đúng rồi, tất cả sản phẩm của người sắt tôi đây tạo ra đều có trợ lý tự động, tức là robot thông minh điều khiển sản phẩm đó. Thiệt là đã khác. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên đường tìm cái đĩa bay rồi nhanh chóng quay trở về nhà nào. Chứ đi lâu quá, con vợ ở nhà nó tưởng đi với gái, về nó nhổ sạch lông tay lông chân thì khổ. Hả? Lại là tên con người này. Người chưa chết à? Lòng đây ta sẽ xé xác ngươi. Tôi chết mẹ rồi, chạy mau. Đừng sợ chủ nhân, tôi sẽ lột da nó. Wow, đúng rồi hả? Ta tạo ra ngươi không những có thể di chuyển mà cũng có thể chiến đấu. Ta sợ chết quá mà ta quên hết tất cả. Được rồi, nhanh chóng tiến về phía trước nào. Chắc có lẽ cái đĩa bay khốn kiếp kia nó bay tứ lung tung về hướng đó. Anh đẹp, nhìn kìa, có một tên con người đang cưỡi một con khủng long máy. Còn tôi đã xé xa hắn đi. Cái gì nữa đây? Hãy mẹ rồi, sao lại chạy ngang khu vực của khủng long bạo chúa thế này? À đúng rồi, lập trình tự động, mau chơi khô máu đi. Tụi nó đau quá, tôi sợ chết lắm, chạy lẹ chạy lẹ. Hả? Sao hồi nãy ngươi gặp khủng long nhỏ ngươi sung lắm mà, bây giờ mấy con to lớn đó ngươi cũng sợ chết hả? Thôi, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Cuối cùng chúng ta đã thoát được rồi. Hả? Cứu tôi, có ai cứu tôi không? Đau quá, tôi không muốn chết đâu. Nhìn kìa, là một con voi ma mút đang bị những cái cây thực vật ăn thịt tấn công. Trời đất ơi, tội nghiệp quá. Chúng ta đi thôi, đừng xen vào. Không được, thấy chết mà không cứu là độc ác lắm. Mau, đi đó đi, tấn công những cái cây thực vật đó. Hả? Tôi không ấy rồi. Iron Raptor của tôi. Chích tiền. Đau quá. Đây,
con voi ma mốt kia, đừng có đứng im nữa. Mau dùng cặp ngà của mình hút văng bọn chúng đi. Ta sẽ phụ ngươi đánh cho bọn chúng chóc rễ ra. Nhanh lên đi. Tôi biết rồi. Dạy. Chết hết đi. Đủ cây cối ăn thịt đây. Chúng mày thật là độc ác. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Cảm ơn ngươi, tình con ngươi. Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà. À đúng rồi, ngươi có thấy một chiếc đĩa bay khổng lồ bay ngang qua đây hay không? Không, ta không có thấy cái gì bay hết á. Ây, chết tiệt thật. Thôi được rồi, ngươi nhanh chóng về nhà đi. Khoan. Hả? Ngươi có biết ở đây có một cái quặng sắt kim loại nào hay không? Sắt là cái gì? Không biết. Tức là những cái thứ mà còn cứng hơn đá nữa đó. Vậy hả? Ta có biết. Thì cái ngọn núi ở đằng sau lưng ta đó. Lên đó đi, nhiều lắm. Hay quá, cảm ơn người nhiều lắm. Tôi vô tình cứu được một chú voi đã khiến cho con Raptor Iron của tôi bị phá hủy. Nhưng đổi lại, chú voi này đã chỉ cho tôi một quặng sắt khổng lồ trên một đỉnh núi. Cấp tốc chạy lên đỉnh núi đó. Và đúng như những gì con voi lúc nãy đã nói với tôi. Wow, thật là nhiều sắt quá đi. Hay lắm, vậy thì tôi sẽ tiếp tục chế tạo ra một con khủng long. Nhưng lần này sẽ to hơn, bự hơn và có khả năng chiến đấu kinh người hơn. Cuối cùng cũng xong, là một con Iron T-Rex các bạn à. Nhưng có vẻ tôi cảm thấy nó vẫn nhỏ, chưa có bự lắm, chưa có thể chống lại lũ quái thú tại thế giới kỳ bí này. Được rồi, tôi sẽ lại tiếp tục chế tạo lại và nâng cấp cho nó bự hơn. Cuối cùng cũng hoàn thiện rồi. Chắc có lẽ đây là sản phẩm tuyệt vời nhất mà mình từng chế tạo đây. Wow, đẹp không? Mọi người thấy có tuyệt vời không? Quá. Nhìn kìa, là cái đĩa bay khốn kiếp đó. Dường như nó đã trở lại thế giới này rồi. Ở đằng kia, nhìn lên, phải chạy về hướng đó. Xin chào chủ nhân, hồi nãy ngài chơi kỳ quá nha. Xin lỗi người lập trình tự động. Hồi nãy vì cứu con voi mammoth đó, ta hy sinh thân xác của ngươi. Nhưng mà ngươi là tự động mà, sao mà chết được? Chỉ cần ta chế tạo ra sản phẩm mới thì ngươi sẽ xuất hiện ngay thôi. Ông khôn như chó, phải ai dám chơi với ông? Thôi, đừng giận mà, ta biết lỗi rồi. Hả? Những con quái vật gì to lớn quá vậy? Này, lập trình tự động, ngươi đừng chọc giận bọn chúng chứ. Sao lại tự nhiên bay tới cạnh bọn chúng? Tôi đang kiểm tra sức mạnh cơ thể này. Trời ơi là trời, ngươi đánh quá. Ta đang muốn gấp rút đi tìm đĩa bay kìa. Ngươi ở đây cắn lộn với bọn chúng để kiểm tra sức mạnh của con Iron T-Rex này. Ta lại ngươi lập trình tự động mà. Cái thứ gớm kiếp mấy mốc kia, ngươi dám giết chết đồng lõa của ta, ta sẽ phanh thay xẻ thịt ngươi. Bố mày sợ quá cơ nhào vô đây. Cái gì nữa vậy trời? Trời đất ơi, ngươi chọc điên nó rồi kìa. Bây giờ còn cắn nhau với nó nữa. Mau lên, ta lại ngươi làm ơn, mau chạy lẹ đi, đi tìm đĩa bay với ta. Được rồi, chúng ta đi thôi. Cuối cùng cái lập trình tự động nó cũng nghe lời tôi. Chắc nó cày cứu tôi vụ mà tôi cứu con voi mammoth bỏ lại thân xác của nó đó các bạn. Chủ nhân, chúng ta lại có rắc rối rồi. Có chuyện gì nữa vậy? Trời đất ơi, thứ gì đang bao phủ cơ thể của chúng ta vậy? Mau chạy ra nào, chạy ra khỏi nơi đó nào. Khốn kiếp, cái thứ máy bóp kia. Hồi nãy ngươi dám giết con cháu của ta. Tôi thấy mẹ rồi, là một con chùm quái vật. Ôi, quỷ thần thiên địa ơi, tại ngươi đã lập trình tự động, tại ngươi gây ra tất cả đó. Ông câm mồm đi để tôi đánh nhau với nó. Ôi mẹ ơi, nó còn cãi lại tôi nữa kìa. Ôi trời ơi là trời, mày thì làm sao mà có thể chống lại cái con quái vật khổng lồ đó được? Tao thấy nó mạnh quá, mau bỏ chạy đi. Ông xuống đi, tôi chơi khô máu với nó. Nó còn hất tôi xuống nữa kìa. Khốn kiếp. Chạy đi đồ ngu. Sao mày dám chửi tao ngu? Một con khủng long máy bóc đến dưới chân ta, không cho ta giết tên con người đó à.
Đúng rồi ha, lập trình tự động điều khiển cơ thể của Iron T-Rex tạo cho mình cơ hội để thoát thân. Vậy mà mình không hiểu còn trách nó. Tao xin lỗi, tao xin lỗi. Giờ thì không còn con khủng long mấy nào, làm sao có thể giúp mình vượt qua được bao nhiêu khó khăn phía trước nữa đi. Trời đất ơi, quái vật khổng lồ còn đuổi theo phía sau nữa. Hả? Nhìn kìa, có thứ gì đó đang trên một đỉnh đồi. Chạy lên đó xem thử. Wow, thứ gì đây? Thứ gì đây nè? Trời đất ơi, nó cứng quá, dường như là bằng kim loại sắt thép thì phải. Nhưng có vẻ như nó đã bị hư hỏng. Thật không ngờ cái thế giới kỳ bí này có nhiều sinh vật hết sức lạ lùng. Được rồi, mình sẽ thử dùng cái khả năng của mình sửa chữa, nâng cấp cái thứ này, biến thành một con khủng long theo ý muốn của mình. Thật khốn kiếp con người kia, ngươi chạy đi đâu rồi? Nhưng ta không để ngươi thoát đâu. Hay quá, hoàn thiện rồi. Wow, wow, một con Iron Zilla cuối cùng cũng đã ra đời rồi. Nhanh lên, nhanh lên, tình quái vật khổng lồ kia đang đuổi phía sau. Mình sẽ sử dụng cơ thể của Iron Zilla để chống lại hắn. Xin chào chủ nhân, tôi quay lại rồi đây. Hay quá, hay quá. Lập trình tự động, ngươi có cảm thấy tuyệt vời hơn hay không? Ta đã tạo cho ngươi và nâng cấp cho ngươi một cơ thể vô cùng hoàn mỹ rồi đó. Cảm ơn ngài, giờ tôi sẽ trả thù con quái vật kia. Chết tiệt, cái gì vậy nè? Được rồi, tiến lên nào. Lập trình tự động, sử dụng cơ thể Iron Zilla này, xóa sổ thứ đó đi. Khổ kiếp, thì ra là ngươi, tên con ngươi. Ngươi đã hồi phục cái thứ máy móc đen ghét này. Nói nhiều quá, chết mẹ mày đi. Khó, chết mẹ mày đồ con. Trời đất ơi, lập trình tự động nó có chuối tồn nữa, không tốt đâu. Lo tập trung, đánh cho nó tan xác đi, rồi cùng ta tìm đĩa bay quay trở lại thế giới của chúng ta. Cái gì? Chúng mày nghĩ cách giết tao à? Đừng có mơ, tao là vị thần băng giá cai trị ở đây. Chỉ có tao giết kẻ khác, không có ai đụng vào cổng lông nách của tao được đâu. Chủ nhân nhổ sạch lông nách của nó đi. Tao biết rồi, đánh vào nách của nó, cứ tông, chừng nào nó chết thì thôi. Tao không ngờ nách của nó lại là điểm yếu. Đúng là đồ ngu ngốc, cái miệng hại cái thân mà. Được rồi, chắc chắn cái đĩa bay của người ngoài hành tinh đậu quanh đây mà thôi. Tới đó mà về nhà nào. Chủ nhân, tôi muốn ở lại nơi đây, ngài hãy về trước đi. Cái gì? Ngươi không về cùng ta luôn? Tôi muốn ở đây bảo vệ sinh vật yêu đuối khác, và tôi muốn trở thành vua muôn loài. Ngươi thôi được rồi, ngươi hãy ở đây cố gắng làm những việc tốt và giữ gìn cái nơi này thật sạch đẹp, đừng để cho kẻ nào phá nghe chưa. Ok thưa ngài. Được rồi, đến lúc ta phải đi đây. Chào tạm biệt ngươi. Đi thôi, về nhà nào.